Xin chào mọi người, hôm nay em quay clip ngắn để thông báo với mọi người về việc công ty mật ong Cao Nguyên thay đổi tên nhãn cho sản phẩm mật ong. Trước tiên, em thay mặt công ty mật ong Cao Nguyên xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ sản phẩm của công ty trong thời gian qua. Với mục tiêu hoàn thiện nhận diện sản phẩm và tuân thủ theo đúng quy chế tem nhãn mới của Bộ Y tế đối với sản phẩm lưu hành tại Việt Nam, thì đồng thời để giúp khách hàng chọn mua dòng sản phẩm chính hãng, tránh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trên thị trường, đặc biệt đảm bảo cao nhất quyền lợi của người sử dụng, thì công ty mật ong Cao Nguyên xin thông báo về việc thay đổi tem nhãn cho sản phẩm mật ong như sau. Đối với chai 500ml thì đây là tem nhãn cũ của công ty. Thì sẽ được thay thế tem nhãn mới của công ty đối với sản phẩm 500ml. Thường thì chai 500ml trên nắp chai sẽ có được dập logo chính của công ty. Còn sản phẩm 1 lít chai nhựa cao cấp, đây là mẫu cũ của công ty, sẽ được thay thế là mẫu tem mới của công ty đây mà. Và trên thân chai cũng sẽ được in chìm logo sản phẩm của công ty. Thì cái dấu hiệu dễ nhận biết nhất, hàng chính hãng thì trên nắp chai 500 sẽ được in một cái logo trên nắp chai. Còn đối với sản phẩm 1 lít thì hàng chính hãng là sẽ được in dập chìm logo công ty. Đó là dấu hiệu để nhận biết hàng thật hàng giả. Thì rất mong nhận được sự ủng hộ của quý khách hàng. Và sau đây nhà 2LB xin trân trọng cảm ơn. Và xin chào. Nhà 2LB xin chào mọi người. Hiện tại thì nhân dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 sắp đến, công ty mật ong Cao Nguyên có áp dụng các combo khuyến mãi dành tặng cho khách hàng khi mua sản phẩm của công ty. Thì hiện tại đối với sản phẩm mật ong, công ty có 3 combo chính. Anh sẽ nói sơ và chia sẻ sơ về các combo cho mọi người tham khảo và lựa chọn nha. Combo 1 á, nếu mà khách mua 2 lít mật ong, đây là hai cái combo 1 của công ty. Mình mua 2 lít mật ong giá 500.000 thì sẽ được tặng thêm một chai mật ong 500ml. Đây là combo 1. Còn combo 2, nếu mà mình mua 4 chai 500ml sẽ được tặng kèm một chai 500ml cùng loại. Giá combo này là 520.000. Đây là combo 2. Mọi người nhớ nha, từng combo là có tên hết đó. Còn đây là combo 3, là nếu mà mình mua 4 chai 1 lít, trị giá combo là 1 triệu ngàn thì sẽ được tặng thêm một chai 1 lít. Đây là combo 3 của công ty. Còn đối với sản phẩm sữa ong chúa, bên công ty có áp dụng một combo là khi mình mua 2 sữa ong chúa lớn, đây là 2 sữa ong chúa lớn 500g, trị giá combo này là 1.300.000 thì sẽ được tặng thêm một chai 500ml nữa. Đây là combo đối với chương trình sữa ong chúa. Còn chương trình khuyến mãi này sẽ được áp dụng kể từ ngày 1 tháng 9 cho đến ngày 30 tháng 9. Khách hàng có thể đặt hàng qua các số hotline, fanpage hoặc là website của công ty. Công ty sẽ giao hàng miễn phí ship trong ngày đối với nội thành Hồ Chí Minh. Thì sau khi em chia sẻ về các combo khuyến mãi cho mọi người, thì mọi người có nhiều sự lựa chọn hơn để mua sắm. Sau đây em xin chúc mọi người có một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào.